cái gì nhỉ? No thumbs challenge thì bọn tớ sẽ lấy băng dính buộc thêm cái ngón trỏ, ngón cái, ngón trỏ, ngón cái vào tay xong cố làm các thứ không có ngón tay cái. I can't move already. Yeah, what are you mean? I can't. I can't. Grandma không có ngón cái. Tí mình phải quay một cái. Hoa tí nữa mình lấy luôn đào cái bản edit cho anh chị kia mình. Round 2 và Bibi. 3, 2, 1. What the fuck? Oh, mình không chơi thế này đúng không? Oh no. Round 3, mặc áo. Round 3, mặc áo. 1, 2, 3. Yes! You're moving so fast! Holy crap! Vì đã nông quá. You got one point, got one point, got one point. Oh god, đây là mấy nhỉ? 4, 24. Mà nãy mình gọi nó gì? Round, oh, oh round, round. Round. Okay. Okay. 4, 3, 2, 1. Sorry friends. Mà hả? Yes. Damn it. Không, mình có thể ở cậu mà đồng hồ à? Không. Challenge mấy nhỉ? Challenge N 6 là 4 tóc. Round 6. Have a round it. Yes. Ok. Ok. 3, 2, 1. Bộ hết tóc hay là? Ok. Ok. Ok, 4-2. Bây giờ tôi hơn cậu dẫn 2 điểm mà. Thế phải có một cái gì khác nhỉ? Yeah. Nó sẽ có yêu 2 điểm. Challenge, à nhầm. Round 7. Yeah, pin tắt. Pin tắt. Wait, ok. 3, 2, 1.
No. Too fast. Yes! Finally! Babu, no, but it's okay. Chơi rồi chơi, thi một dây dày. Thi một dây dày bị tay này nhá. Ok, rồi chơi. 3, 2, 1. Still struggling. Rồi và đây là kết thúc của thử thách No Thumbs. Hope you enjoy. Click like or subscribe to for more videos from No, don't subscribe to me, guys.